Chính phủ Nhật Bản được cho là sẽ không đề cử mỏ Sado, đảo Sado, tỉnh Niigata, trở thành di sản văn hóa thế giới của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO. Mỏ Sado, vốn nổi tiếng là một mỏ vàng thời kỳ Edo, 1603-1867. Nhưng sau khi chiến tranh Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai nổ ra, nơi này chủ yếu được sử dụng để khai thác vật tư cho chiến tranh như đồng sắt kẽm, Thực dân Nhật đã cưỡng chế huy động hơn 1.000 lao động người Châu Sơn, tức người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay, để bù đắp lượng nhân lực còn thiếu trong quá trình khai thác quặng. Trước đó, nơi này là ứng cử viên duy nhất để Tokyo đề cử lên UNESCO xét công nhận di sản văn hóa thế giới, với ý nghĩa là công đoạn sản xuất vàng thời kỳ Edo. Tuy nhiên, truyền thông Nhật Bản đưa tin chính phủ nước này sẽ hoãn việc đề cử chính thức lên UNESCO. Được biết, chính phủ Tokyo nhận định dù đề cử mỏ Sado thì dự kiến địa danh này sẽ khó được UNESCO xét công nhận là di sản thế giới do vấp phải sự phản đối liên quan tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, tương tự như đảo Quân Hạm, đảo Hashima trước đó. Ngoài ra, ở giai đoạn hiện nay, Nhật Bản có vẻ nhận thấy sẽ khó có thể đạt được thỏa thuận hay thuyết phục được Hàn Quốc